Buồn sẽ cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh, và hôm nay thì em sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn một mẫu gầm cao 5 chỗ với không gian ngồi rộng rãi, gầm cao di chuyển trong phố linh hoạt, leo vỉa hè của chiếc xe thế này thì rất là tuyệt vời, không hề yên tâm là không hề chạm gầm. Xe đã có mặt tại cửa hàng Bảo Châu Ô tô số 388 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng cả mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục mua xe trả góp, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Phần đầu xe thì nổi bật với những các chi tiết mặt dưới tản nhiệt với những chi tiết thanh mạ chrome sáng bóng tạo nên những điểm nổi bật, cũng như cùng với hệ thống đèn chiếu sáng dạng halogen, đèn gầm halogen. Mâm thì trang bị mâm hợp kim. Với kích thước mâm này thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn là mâm 17 inch. Dàn lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn đấy chị nhé. Đây là những chi tiết về dàn lốp của chiếc xe, đây là những phần ta lông. Dọc thân xe thì nổi bật với những các chi tiết là hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Với những cái phần vin của kính của chiếc xe nó đều còn nguyên bản, anh chị và các bạn có thể tham quan cái đường nét này. Đấy, có thể mình có thể đánh giá được chất lượng tổng quát nhất về chiếc xe em đã giới thiệu nó còn nguyên bản hay không. Anh chị và các bạn nhìn qua những cái series em quay, mình có thể nắm bắt được cái độ nguyên bản của chiếc xe này. Đấy, công khai rõ ràng cho anh chị và các bạn để các bác có thể dễ dàng nhận định và cân nhắc nhé. Không hề có hiện tượng đâm va về phần đuôi xe hay phần thân xe thì cả, tất cả các chi tiết đều trong tình trạng là nguyên bản. Sơn si, mép rối, mép cản của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Với phần đuôi xe thì nó vẫn trang bị cho anh chị và các bạn như hệ thống lốp treo từ đời 2022 mấy đời sau trở đi thì nó sẽ cắt cái phần lốp treo đi. Đây là những, nó sẽ có trang bị mở cửa thông minh về cái phần cốp này. Đấy. Mở rất là nhẹ nhàng thôi. Đây là những cái chi tiết về hệ thống đường chỉ hay là những cái phần con ốc phía sau cánh cửa để anh chị và các bạn biết được cái phần này nó có bị đâm va hay thay thế gì không, các bác có thể nhìn qua những cái chi tiết đó. Với không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng vô cùng rộng rãi, có thể chứa được nhiều đồ. Đấy, đây là những cái phần con ốc bản lề này, những đường nét chi tiết tổng quát nhất, rõ ràng nhất. Hay là những hệ thống máng nước, tất cả các chi tiết của nó vẫn giữ được độ nguyên bản cao, cam kết rõ văn bản, hợp đồng giấy tờ lên các bác mua các xe tại cửa hàng Bảo Châu Ô tô, mình có thể yên tâm hoàn toàn. Với cái khối động cơ máy 1.5, cái tiêu hao nhiên liệu trong phố nó rơi vào khoảng 8,14 lít. Đường ngoài đô thị nó chỉ hết khoảng 4,96 lít thôi. Đây là những cái chi tiết từ những phần con ốc hay là những phần keo chỉ, táp đi cánh cửa, các phím bấm chức năng của chiếc xe. Hàng ghế thứ hai thì nó vẫn luôn giữ được hiện trạng đẹp nhất, do cái hàng ghế thứ hai này ít khi sử dụng. Chất lượng ghế ngồi từ những cái phần má ghế đến cái phần lòng ghế của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể tham quan. Với cái điểm rất hay ở chiếc xe này thì nó sẽ có trang bị cái khóa cửa trung tâm ở hàng ghế thứ hai, nó giấu ở bên trong này, này. Đấy. Khác với các dòng xe thì nó sẽ ở phần cánh cửa này thì mình có thể mở được. Nên lẫy này nó chỉ có chức năng mở thôi chứ không có chức năng khóa. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ cùng nhìn vào phần cánh cửa đầu tiên đã. Với những đường nét chi tiết về hệ thống chỉ này, hay những phần dập nổi dập tròn của nhà sản xuất, táp ly, lời những cái chi tiết để đánh giá cái độ khấu hao hao mòn của chiếc xe trong quá trình sử dụng. Đây là những cái phần con ốc bản lề, những cái phần hèm cửa để mình có thể biết được là xe có bị tháo và sửa chữa hay có bị đâm va về phần tai hay không. Đấy, bật lên xuống này, rồi là những cái phần cột kèo gang cao su. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì nó luôn giữ được độ đẹp cao nhất, do xe rất ít sử dụng. Tần số màn hình thì đã được nâng cấp lên màn hình Android rồi. Anh chị và các bạn sẽ có đa chức năng giải trí hơn. Hệ thống vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại dành tay, lách chuyển bài, gạt mưa, hệ thống chỉnh đèn. Tất cả các chi tiết rất là dễ dàng, thuận tiện để cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng thao tác, đảm bảo là xe toàn. Đấy, những cái chi tiết tổng quát nhất về những cái chi tiết về hệ thống vô lăng hay là ghế ngồi em sẽ quay kỹ lại cho anh chị và các bạn có thể tham quan.
và có thể đánh giá tổng quát được là chất lượng chiếc xe nó có giữ được độ hoàn hảo hay không. Anh chị và các bạn hãy nhìn qua những cái chi tiết em quay. Còn bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua về cái khối động cơ. Với khối động cơ 1.5, anh chị và các bạn thấy khả năng di chuyển như vận hành của chiếc xe nó cũng khá là ổn định. Này nó, đây là những cái chi tiết về hệ thống ốc bản lề này, thanh răng này, rồi là những cái phần ốc chân máy, ốc mặt máy, keo mặt máy là những cái điểm mà anh chị và các bạn nên quan tâm nhất. Quay sâu kỹ chi tiết cận cảnh của các bác có thể dễ dàng. Voi EcoSport phiên bản Titanium sản xuất năm 2018 với cái mức giá hiện đang chào là 425 triệu, còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cho các bạn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.